Siêu ca anh tha cho tôi được không? Tôi sẽ trả huynh số tiền bội nợ. Anh cho tôi một cơ hội đi. Trả lấy gì mà trả? Đồ nghiện cờ bạc rách nát. Con em gái dùng để trả nợ cũng đã bị bọn tao chơi đến học rồi. Chúc cả nhà xem phim vui vẻ. Yên nhi. Đánh hắn cho tao. Mày nhớ mặt tao. Đi thôi tụi bay. Thiên Nhi à, muội tỉnh lại đi. Thiên Nhi. Tất cả là lỗi của anh. Anh hứa sau này sẽ không cờ bạc nữa được không? Thiên Nhi. Hết rồi, tất cả đã hết Thiên Nhi à. Thiên Nhi, mẹ đến bên con đây. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ Thiên Nhi còn đến bên mẹ và bội đây. Kẻ lầm đường quay đầu vàng không đổi. Biết sai có thể sửa bội trở sẵn. Quỷ à. Có mà. Ta là không đồng dưới chứng quan âm Bồ Tát. Người dám nói ta là quỷ sao? Phạm nhân ngu muội đương đương. Nhà ta không đỡ thấy thế nhân chịu khổ, nên phải ta đến để độ ngươi. Đoạn tuyệt tiền duyên bắt đầu lại từ đầu. Lại ban cho ngươi một chìa khóa bí mật. Mong rằng ngươi tự biết làm điều thiện. Phương công tử mau đặt cược đi. Sao còn ngủ nữa ngươi? Đây là đâu? Thu tiền đến nấp rồi à? Đây là sòng bạc chứ ở đâu? Đây là đâu? Đây là thời đại nào? Nam đại tể thứ 36. Đại tể Tam Xuyên không rồi thiếu ra. Ngài mau về nhà xem đi lão. Gia định đuổi ngài phu nhân và tiểu thư ra khỏi nhà. Phu nhân tiểu thư, thiếu gia ngài bị ngốc rồi à? Đây là mẫu thân và muội muội của ngài đấy mẹ muội muội. Lão già kia, đây là nhà của chúng ta, mau cút ra ngoài cho ta. Cút đi, cút đi. Phương Thiên Hùng, người có ăn phụ nghĩa. Cút ra ngoài cho ta. Mẹ. Mẹ cha. Muội, ngươi còn trở về đây làm gì? Sao người không chết ở ngoài ấy đi Thiên Nhi à? Đừng gọi ta là Thiên Nhi nữa, ta không có người ca ca như thế này đâu. Nếu không phải vì ngươi suốt ngày đắm chìm trong cờ bạc ăn chơi chắc táng thì làm sao mẹ và ta lại bị người ta khinh rẻ ở đây chứ? Làm sao chúng ta lại bị đuổi ra khỏi nhà? Không ngờ ở cổ đại ta cũng là một kẻ bất tài vô dụng. Thiên Nhi à, là lỗi tại ta. Ta hứa sau này sẽ không đánh bạc nữa được chứ? Thôi đủ rồi, đừng ồn ào ở nhà ta nữa. Cha, bệnh tình của mẹ vẫn chưa khỏi. Cầu xin ngài đừng đuổi bà ấy đi, chỉ cần ngài cho phép bà ấy ở lại, ta nguyện làm trâu ngựa để đền đáp. Tiếc là chúng ta đã nuôi tên bệnh tật này 5 năm rồi, đã là chọn nghĩa chọn tình. Lão già này vì nâng đỡ thằng con bất tài vô dụng đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của nhà ta. Chỉ riêng cái xương cốt hèn bọn này cũng không đủ để đền bù. Ta nói cô sai không cũng là con trai, nhưng thánh nhi nhà ta là vị đa quân, vô tiền khoáng hậu, còn ngươi chỉ là một tên vô dụng. Nay ta đã được thánh thượng sủng ái phong làm đô đốc, hơn nữa sắp sửa thăng tiến như diều gặp gió. Bọn vô dụng các ngươi đã không xứng đáng tồn tại trong phủ Phương già ta nữa, còn không mau khéo đi cho ta. Ngươi dừng tay. Tham kiến quận chúa. Quận chúa, đây là Triệu Dương quận chúa, vị hôn thê của ngươi đấy. Không ngờ ta còn có một vị hôn thê lại còn là quận chúa. Khởi đầu này cũng tạm ổn, hôm nay ta đến là vì một việc chưa hoàn thành hủy hôn. Hủy hôn đúng vậy. 20 năm trước thế hệ trước đã định ra hôn ước cho chúng ta. Nhìn lại bây giờ hôn ước này đã không còn phù hợp nữa. Ngươi chỉ là một kẻ bất tài chỉ biết rượu chè cờ bạc, hoàn toàn không xứng làm chồng của Lâm Tuyết Nhi ta. 3 ngày sau ta sẽ tổ chức tỷ võ triều thân để chọn lại cha mẹ chồng quận chúa. 3 ngày sau ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Ta hoan nghênh tất cả các chiến sĩ. Này đang đừng tuyệt tình như vậy, cho ta một cơ hội đi. Cơ hội trở thành rồng hay sâu bọ đã được định sẵn từ lâu. Kẻ vô trí như ngươi có tầm nhìn hạn hẹp đáng thương. Cho dù có cho ngươi 10.001 vạn cơ hội, ngươi cũng không thể trở thành rồng. Vì vậy cuộc hôn nhân này ta nhất quyết hủy bỏ. Cuộc hôn nhân này không thể hủy. Trong cuộc hồi môn của quận chúa có thiên huyền bách truyền đan để cứu mẹ ta. Nếu hủy hôn, bệnh của mẹ ta sẽ không có cách cứu chữa. Cha đã dặn dò ta, thiên huyền bách truyền đan này chỉ có thể trao cho phu quân của Lâm Tuyết Nhi ta thôi. Vì vậy các ngươi tự lo liệu đi. Nàng hủy hôn ta có thể đáp ứng nàng bất cứ điều gì, nhưng xin hãy đưa thiên huyền bách truyền đan đó cho ta. Việc cứu ngươi là quan trọng nhất. Không có hôn ước này ngươi chỉ là một kẻ bất tài. Quận chúa ngay cả liếc mắt nhìn ngươi cũng không thèm. Ngươi quỷ có tác dụng gì chứ? Nếu ngươi thực sự là nam nhân thì 3 ngày sau hãy đến tham gia tỷ võ triều thần đi, dùng bản lĩnh của chính mình để giành lấy, chứ không phải như bây giờ vẫy đuôi cầu xin, van xin sự ban ơn của người khác, càng khiến ta khinh thường ngươi đi thôi. Tiểu tử, hay là ngươi quỷ ta 3 ngày sau thắng được tỷ võ triều thần, trở thành phò mã, biết đâu ta sẽ phê thuốc đó cho mẹ ngươi chữa bệnh. Ai là phò mã vẫn chưa biết được, chúng ta đi thôi.
Nếu được sống lại một lần đời này, ta sẽ không làm kẻ bất tài nữa. Mẹ, tối nay chúng ta tạm nghỉ tại khách điếm. Thiên Nhi à, muội hãy tin tưởng ta. Sau này, ta nhất định sẽ cho muội và mẹ cuộc sống tốt đẹp. Cuộc sống tốt đẹp ta không dám mong cầu. Ta chỉ mong huynh đừng đánh bạc nữa là được. Ta nhất định sẽ không đánh bạc nữa, ta thế đấy. Đây là ngọc bội gia truyền mà mẹ để lại cho muội. Muội sợ huynh lấy nó đi đánh bạc nên đã cất giấu. Huynh hãy cất kỹ nó, muội đi lấy thuốc cho mẹ đây. Vì trước khỏi bệnh cho mẹ, ba ngày sau ta nhất định phải tham gia tỷ võ triều thân, nhưng ta cũng không biết võ công. Đây là chiếc chìa khóa mà vị không đồng đó đưa cho ta, nhưng nó có thể mở được cánh cửa gì chứ? Chiếc chìa khóa này lại có thể mở khóa bừa bãi, chẳng lẽ là chìa khóa vạn năng? Nhưng mở được thì có tác dụng gì? Chẳng lẽ muốn ta đi ăn trộm? Đây là đâu vậy? Cô nương xin chào. Chào mừng đến với ba sinh đường phủ. Đường phủ. Vị khách này trông lạ mặt quá, chắc hẳn là lần đầu đến đây. Nơi đây là cầu nối giữa thần giới và nhân giới, là nơi kết nối quá khứ và hiện tại. Chỉ cần cung cấp vật phẩm cần cầm cố thì có thể đổi lấy vật phẩm trong tiệm có giá trị tương ứng. Xin hỏi ngài muốn cầm cố thứ gì? Cô xem giúp ta cái này có thể đổi được gì. Đây là ngọc bội khắc dòng thời đại Tề Vương triều. Theo giá trị của nó, người có thể đổi lấy vật phẩm cấp 2. Ba ngày sau phải tham gia tỷ võ triều thân, vậy hãy đổi một thanh vũ khí xịn một chút đi. Sao bây giờ vật phẩm cấp 2 này toàn là đồ bỏ đi, thế này kia là cái gì vậy? Đến rồi. Mọi người, hôm nay tại đây ta tuyển chồng. Ai hạng nhất sẽ được tất cả của hồi môn này. Đúng là tuyển rẻ thật là phóng khoáng. Ai cưới được con chúa sẽ thăng quan tiến chức một bước lên mây. Ai đến trước cả? Tại hạ là truyền nhân của Giáp Vũ Thế Gia, Hồ Kinh Triệu Gia, Triệu Cốt Lôn xin quận chúa chỉ giáo. Danh tiếng của Hồ Kinh Triệu Gia ta đã sớm nghe danh. Hôm nay một quận chúa đúng là muốn lĩnh giáo một phen. Ta không bắt nạt nữ nhân để cho người ba chiêu. Ta nhờ ngươi người chiêu ra tay đi. Hồ Kinh Triệu Gia cũng chỉ đến thế thôi, xuống đi. Xuống đi, xuống đi. Đệ tử phái Nga bị cô giới đến lĩnh giáo. Quận chúa mỹ mạo như thế, lát nữa ta đánh bại nàng, liền cùng nàng đi du ngoạn giang hồ bốn bể là nhà. Bốn nhiều giấm rồi à, bùi giấm bay lên tận trời rồi. Gì? Hóa ra hắn chỉ là hoa trong gió thôi. Còn ai nữa không, ta lên. Đây chẳng phải là đại thiếu gia phế vật nhà Phương sao? Nghe nói quận chúa vừa mới hủy hôn với hắn, sao hắn còn mặt mũi đến đây? Tên phế vật như ngươi cũng xứng tham gia tỷ võ triều thân à? Phương đô đốc Phương đại nhân cũng đến rồi. Phương đại nhân tuổi trẻ tài cao, võ công cao cường. Xem ra lần này chức phò mã chỉ có thể là hắn thôi. Phương viễn một tên rác rưởi bị hủy hôn như ngươi, thế mà còn dám đến thật à? Hôm nay ngươi cứ đứng ở đây, xem ta lát nữa sẽ cưới triệu dương quận chúa thế nào. Quận chúa, tên phế vật đó đã bị ta đuổi khỏi nhà Phương rồi. Nàng có thể theo ta về nhà rồi. Đừng phí lời thắng đi rồi hãy nói. Tên này thế mà lại dùng ám khí quận chúa bảy lễ rồi. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký kênh và sẽ giúp mình để có thêm động lực làm video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người. Hay quá. Phương thắng sao ngươi lại dùng ám khí? Ngay cả một nữ nhân cũng không thắng nổi à? Đồ phế vật, đến lượt ngươi chỉ trò ta từ bao giờ vậy? Ngươi thua rồi, xuống đi. Không, ta vẫn chưa thua mà tán đổ nhĩ. Ngươi có ý gì? Vị này là người ta mời đến giúp ta, đệ nhất võ sĩ tám đố nhĩ của Lãng Quốc. Tiếp theo do hắn thay ta ra trận. Lại mời người Lãng Quốc ra trận. Ngươi là đã phạm quy, ai cũng biết người Lãng Quốc giỏi nhất là đấu vật. Cho dù là võ sĩ cấp thấp nhất của Lãng Quốc cũng có thể dễ dàng đánh bại đàm võ sĩ Trung Nguyên, và chẳng nói năng gì, huống chi đây còn là thiên tử võ sĩ cấp cao nhất. Bắt nạt nữ nhân thật vô sỉ. Đi xuống đi, xuống đi, xuống đi. Trong quy định đều có nói là không cho phép người khác thay mặt ra trận. Tám đố nhĩ lên đi. Quận chúa, nữ tử Trung Nguyên nên ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm.
hầu hạ nam nhân chúng ta, là nô lệ dưới háng của nam nhân chúng ta đi ta khinh. Thả quận chúa ra. Người lãng quốc thả quận chúa ra. Thả quận chúa ra được rồi tám đổi nhĩ. Quận chúa đã chịu thua rồi. Các vị từ giờ trở đi ta chính là phỏ mã rồi. Người cũng xứng đáng. Quận chúa nước Đại Tề đã thua ta rồi. Ta sẽ mang nàng ta về lãng quốc làm đô. Lệ của ta đợi khi ta chơi chán rồi, ta sẽ giao nàng ta cho các nước khác tiếp tục luân phiên chơi đồ. Khốn kiếp, chúng ta đã nói rõ rồi. Mà ngươi còn lấy của ta 500 bê chi bạc nữa. 500 bê chi bạc trước mặt vĩ nhân này thì tính là cái gì? Ta lấy bạc rồi người ta cũng muốn luôn. Ngươi định làm gì ta? Ngươi không phục à? Ngươi lên đây đánh với ta đi. Ngươi cô gan đó không còn các người dám không? Nam nhân Trung Nguyên, các người toàn là một lũ hèn nhát. Nhìn cho rõ khi ta chơi nữ nhân Trung Nguyên, các người đi, các người ngay cả đánh giám cũng không dám. Ai bảo nam nhân Trung Nguyên đều là kẻ hèn nhát? Ta đến đánh với ngươi. Phương Viễn, ta đã thấy kẻ liều mạng rồi, nhưng chưa thấy người hấp tấp tìm chết như thế này. Ta không giống như Phương Thắng kia, biết cúi đầu bị người ta mắng là hèn nhát vào mặt rồi, vậy mà vẫn đứng đó như không có chuyện gì. Hôm nay xem ngươi chết thế nào. Phương Viễn, bây giờ không phải lúc ngươi dọa ai đâu. Ngươi không phải là đối thủ của người Lãng Quốc, nàng đang lo lắng cho ta sao lúc này? Rồi mà ngươi còn nói đùa, yên tâm ta giết hắn cũng như giết gà thôi. Tiểu tử ngươi đúng là muốn chết. Miệng ngươi còn cứng hơn cả thân thể ta. Câu này phải dùng để nói về ta mới đúng. Có khi phách đây mới là nam nhi Trung Nguyên của ta. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên tìm chết. Tiểu tử ngươi quỳ hay không quỳ? Ngươi cũng xứng đáng để ta quỳ à? Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy thì bây giờ ta sẽ đưa ngươi lên Tây Thiên. Tây Thiên này ta sẽ đưa ngươi đi. Phế vật, đây là vũ khí của người à? Chưa từng thấy phải không? Cái này gọi là súng, chỉ cần tăng một cái là người chết liền. Vì vậy hãy ngoan ngoãn đầu hàng ta, sau đó cút ra khỏi nước Đại Tề. Quận chúa, nam nhân Trung Nguyên đều ngu ngốc và đáng cười như vậy sao? Đối đầu ra đống sắt vụn mà định muốn mạng ta được rồi. Phương Viễn, ta đánh giá cao lòng dũng cảm của ngươi, nhưng chỉ bằng thứ này thì ngươi không lừa được hắn đâu. Ta còn tưởng ngươi có thứ gì hay ho chứ, hóa ra chỉ là đang ở đây giả điên giả ngốc thôi à. Ta không muốn nói chuyện với tên phế vật thiếu kiến thức như ngươi. Một câu thôi, cút hay không bảo ta cút. Ngươi còn chưa có tư cách, chỉ lấy cái thứ phế phẩm tìm đâu ra này mà định muốn mạng ta à? Ta chuẩn bị rồi, ngươi tới đi. Tốt, nếu ngươi muốn chết như vậy ta thành toàn ngươi. Quay hỏng rồi, quên mua đạn rồi. Hết chuyện để nói rồi à? Muốn lấy mạng ta à? Đến đây. Ta đã sớm nói rồi, tên phế vật này làm gì cũng không được, chỉ giỏi đồ nhất. Ngươi mau xuống đi, đừng ở đây làm xấu mặt mũi nữa. Ngay, chờ ta một chút, ta lập tức quay lại ngay. Hoan nghênh quý khách. Ngày sau tiệm các người bán súng mà lại không có cả đạn, thế xít nữa hại chết ta. Biết không, ta sẽ cho đánh giá một sao quý khách. Lần trước ngươi chỉ nói cần súng thôi, cũng không nói là ngươi cần đạn mà. Ta lấy súng làm gì, lấy khẩu súng để đập người à ngươi? Mau đổi cho ta một cái đạn thuộc về vật phẩm cấp 5. Xin hỏi ngươi dùng thứ gì để đổi? Súng cấp 2 sao đạn lại phải cấp 5? Các ngươi đúng là tiệm lừa đảo. Quan khách, tiêu chuẩn định giá vật phẩm của ba sinh đương phủ chúng ta hoàn toàn dựa vào mức độ nhu cầu trong ba giới, không thể dùng tiêu chuẩn giá cả của nhân gian để đánh giá được. Vậy phải làm sao đây? Bây giờ trên người ta chỉ còn mỗi bộ quần áo này thôi. Ngươi sẽ không lột hết quần áo của ta chứ quan khách? Bộ quần áo này trên đời ngài không đáng giá gì cả. Nếu ngài không thể cung cấp vật phẩm có thể cầm cố, vậy thì chỉ có thể xin lỗi ngài thôi. Hoan nghênh, lần sau quay lại phải làm sao đây? Nếu không thể lấy được thuốc giải trong lần tỷ võ chiêu thân này thì mẹ sẽ không còn sống được nữa. Thánh nữ đại nhân, sao người lại đến đây? Ta tu luyện chín thiên đương việt 3000 năm, nhưng mãi vẫn không thể vượt qua tầng thứ 99 của công pháp. Ta cần những nguyên liệu này bên trên để hỗ trợ ta luyện chế chín thiên đường thủ tán, giúp ta phi thăng đại la tiên vị. Những nguyên liệu khác trên này tiệm ta đều có, chỉ là vị cuối cùng này thì thật sự không có. Ta có. Thật sao? Nhưng trên đó viết là cần nam tử thành niên đủ 25 tuổi, chưa từng phá thân đấy. Người đã 25 tuổi rồi vẫn còn ta chậm phát triển mà không được sao? Quả nhiên thực sự là thân thể phượng long đồng tử, trăm năm khó gặp. Ta sẽ đưa nước tiểu đồng tử của ta cho cô, giúp ta mua thứ ta muốn được không? Không vấn đề, muốn cái gì cứ tùy ý chọn, người nói muốn bao nhiêu, 3 bình như này là được. Như vậy sao? Xong rồi đấy, 3 bình là quá tốt rồi. Cô nói là ta có thể phi thăng đại la tiên vị rồi. Muốn gì cứ tùy ý chọn. Tiểu cô nương, hiện người có bao nhiêu đạn thì đưa hết bấy nhiêu, đóng gói toàn bộ. Vâng.
quận chúa qua lâu như vậy rồi. Sao Phượng Viễn vẫn chưa quay lại nhỉ? Nam nhân trong nguyên các ngươi đều là một lũ phế vật. Tên nhóc đó chắc chắn đang trốn ở đâu đó rồi. Không thể nào quay lại được nữa đâu. Còn tráng sĩ nào dám ứng chiến không? Phương Thắng. Thật ra quận chúa, gả cho Lãng Quốc cũng không phải là chuyện xấu gì. Hai nước kết thông ra thì có thể bình định biên cương. Chiến sĩ của đại tể chúng ta, nhất cử lưỡng tiện, bà nói rất hay. Các ngươi đều là một lũ nhát gan. Nam nhân trung nguyên của Nhiên toàn là bọn hèn nhát. Quận chúa đã không có ai ứng chiến. Vậy có thể công bố kết quả được chưa? Ta tuyên bố phò mã của ta là 8 đồ nhĩ. Lễ vật hồi môn này là bản ước thưởng, Khương Nguyệt Huyền Long Bảo. Ngươi là thứ gì mà cũng muốn thay giày cho ta? Quận chúa bảo bối mau qua đây thay giày cho ta. Quận chúa bảo bối sao còn chưa qua thay giày cho ta? Tên khốn, quận chúa là binh châu trên tay của hoàng thượng, chúng ta một quận chúa cả nước, sao có thể để ngươi sỉ nhục như vậy được? Quận chúa cả nước cái con khỉ gà cho lão tử rồi. Vì chính là vợ của lão tử bảo nàng làm gì thì nàng phải làm đấy quận chúa. Sao còn không mau qua đây thay giày cho ta? Dám không tuân lệnh của phu quân sẽ dạy dỗ nàng cho ra trò. Thả quận chúa ra, thả quận chúa ra, các người câm mồm lại. Quỳ hay không quỳ, đại tể quốc chúng ta thả chết đứng, cũng tuyệt đối không quỳ xuống, làm nô lệ cho người Lãng Quốc các ngươi đầu. Tốt lắm, rất tốt. Ta sẽ đánh gây tứ chi của ngươi, rồi mang ngươi về Lãng Quốc cho cả người dẫm lên, như vậy trời mới thích. Quận chúa, chẳng lẽ thật sự không còn ai có thể đánh bại tên Lãng Quốc này? Sao ai đến cứu đại tể chúng ta đi tiếp theo? Hãy cố chịu đựng, sẽ còn đau hơn nữa đấy. Tiểu tử còn dám quay lại, anh nói sẽ quay lại thì nhất định sẽ quay lại tám đổ nhĩ. Ngươi không định chờ chết nữa à? Đồ bỏ đi đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn ở đây giả vờ. Ngươi còn chưa thấy quận chúa bị ngươi hại đủ thảm hay sao? Mau cút đi cho ta khoan đã. Ta thật sự rất tò mò, ngươi dựa vào cái gì để lấy mạng ta? Dựa vào cái phế vật trong tay người ấy? À, vừa nãy đã thử qua rồi, nó chỉ là thứ rác rưởi. Ngươi nói đúng đấy, dùng thứ này lấy mạng ngươi thì quả thật không đủ thỏa đáng, cho nên ta định dùng thứ này vô duyên. Tiểu tử ngươi đi đâu kiếm mấy thứ sát thủ này? Về định đồ trẻ con à? Ta còn tưởng ngươi đi đâu như vậy, thực sự có thể kiếm được bảo vật gì chứ? Hóa ra vẫn là mấy đồ sát vụn. Ngươi còn định dùng nó để giết người Lãng Quốc? Ngươi đang nằm mơ à? Khinh thường ta cho sói, để ta đập chết người ăn đạn của ta này. Đây rốt cuộc là vật gì vậy, lại có uy lực lớn đến vậy? Đúng vậy, ở khoảng cách xa như vậy mà một phát giết chết chó sói, đơn giản là thần vật. Người này là thiên hạ phò mã, nâng cao uy danh nước chúng ta. Thiên hạ phò mã lừng lấy quốc huy về Văn Sơn Hà. Bây giờ ta có tư cách làm phò mã chưa? Ta tuyên bố phò mã của ta chính là Phương Viễn. Phương Viễn, tên phế vật này từ khi nào lại lợi hại như vậy? Không được, phải đi tìm quân sư bàn kế mới được. Chúng ta đi thôi. Nếu ngươi là phò mã của ta rồi, vậy thì bàn ước hồi môn này ngươi toàn quyền sắp xếp. Khoan đã, chuyện này để sau hãy. Nói ngươi trước hết, đưa Thiên Toàn Bách chuyển đan đó cho ta đã. Chuyện này liên quan đến tính mạng đấy. Bất quá thế này thì mẹ được cứu rồi, cảm ơn nha. Tránh ra. Lão thần đến muộn, xin quận chúa tha tội. Đứng dậy đi tạ quận chúa. Quận chúa, ta nghe nói hôm nay tỷ võ triều thân, ngài xích bị người tộc Lang khi dễ, may mà ngài không sao. Bằng không thì dù có đánh đổi mạng già này, thần cũng không thể giải thích với hoàng thượng được. Người yên tâm đi, là Phương Viễn cứu ta. Phương Viễn, chính là Phương Viễn mà người từng hủy hôn trước đây. Cái tên Phương Viễn phá ra chỉ từ đó à? Từ khi nào hắn lại thay đổi mà trở nên lợi hại như vậy? Liệu có thật sự thay đổi không? Vẫn còn phải chờ xem. Người trước hết, phải mấy người đem những lễ vật này đưa đến phủ phò mã. Vâng. Sao lâu như vậy rồi mà chuyện tỷ võ chiêu thân này vẫn chưa có kết quả gì? Lão gia đừng nóng vội. Thánh nhi nhà ta chính là ngựa tiền đô quân do thánh thượng chỉ định. Vị trí phò mã chắc chắn phải là nó cũng đúng. Lão gia phu nhân quốc công xử lý đại nhân, mang người đến tặng lễ vật cho phò mã. Đây gì cơ, ta đã nói mà thánh nhi nhà ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Mau đi nghênh đón đi, lễ vật của phò mã đến. Phương lão gia phu nhân, bái kiến quốc công sứ đại nhân. Sao đại nhân còn tự mình chạy tới một chuyến vậy? Quận chúa dặn dò bảo, ta nhất định phải tự mình mang lễ vật đến, mời ngài vào nhận lễ. Những thứ này đều là cho chúng ta sao? Đúng vậy, đây là nhân sâm trăm năm giá trị nghìn vàng. Cảm ơn, cảm ơn. Đây là hòa thị vì thời Hán trị giá vạn lượng vàng. Phương lão gia, sao con trai ngài không ra nhận lễ Phương Thắng? À, vẫn chưa về. Ý ta là đại công tử Phương Viễn, cái tên phế vật đó. À, ba ngày trước đã bị ta đuổi khỏi nhà rồi. Đại nhân hỏi hắn làm gì? Cái gì, ngươi đuổi Phương Viễn ra khỏi nhà rồi? À, đúng vậy. Ngươi dám đuổi phò mã ra khỏi nhà? Phương Thiên Hùng, ngươi to gan quá nhỉ, phò mã đạo cơ.
Đại nhân nàng nhầm rồi phải không? Người tỷ võ chiêu thân hôm nay không phải là thánh nhi nhà ta, sao ta khinh tên phế vật Phương thắng đấu không lại, nên đã bỏ trốn, làm mất mặt cả nước Đại Tề rồi. Phò mã thực sự chính là Phương Viễn Phương đại cứu ra. Cái gì, sao lại thế này? Phương Viễn này rõ ràng chỉ là một tên phế vật mà. Nếu phò mã đã không còn là người của Phương phủ các người nữa, vậy thì ước vạn lễ vật này, Phương phủ các người cũng không đủ tư cách nhận. Thu lại đem theo ta đi tìm phò mã. Nhất định phải tìm được phò mã huynh ngươi đi đâu rồi. Mau nói. Thả muội muội ta ra huynh ngươi. Phương Viễn tiểu tử ngươi để ta mất công tìm ngươi. Nợ ta 500 lượng bạc, tính cả vốn lẫn lãi là 1.000 lượng. Mau trả tiền cho ta. Chỉ có 1.000 lượng bạc thôi mà. Bây giờ ta đã là phò mã của quận chúa, chỉ trong chốc lát là trả được cho ngươi. Các huynh đệ nghe thấy chưa? Hắn nói hắn là phò mã chắc là bị quận chúa hủy hôn, bị kích thích mà điên rồi. Đúng vậy, một tên phế vật như hắn mà làm phò mã được thì lợn cái cũng có thể trèo cây. Tiểu tử ta không thành ở đây là nhằng với ngươi. Mau trả tiền đi, bằng không ta sẽ lấy mạng mẹ ngươi. Mẹ ơi, đừng động vào mẹ ta, ta trả tiền bảo huynh à. Chúng ta có tiền đâu? Tất nhiên rồi, ta nói có là có. Chúng ta nợ hắn cả bao lâu nay trả 1.000 lượng sao đủ. Hôm nay ta sẽ trả hắn 1 vạn. Tiểu tử ngươi đùa đấy à? 1 vạn lượng ta thấy não ngươi bị lừa. Đã rồi chứ gì, không tin thì thôi. Dù sao 1 vạn lượng bạc đó ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Ngay ở trong tủ quần áo bên kia kìa. Tủ quần áo trong tủ quần áo đó có một con đường bí mật. Bạc nằm ngay bên trong. Huynh nói gì vậy? Bạc nào ở đâu ra? Ta nói có là có thiên nhi. Ta đã đưa thiên toàn bách chuyển đan cho muội rồi đấy HK. Ta đi thôi tiểu tử, tốt nhất đừng giở trò gì với ta, bằng không là ngươi chết chắc. Đây là nơi nào vậy? Không ngờ trong cái tủ nhỏ này lại có một thế giới khác. Đại nhân, ngài đến rồi. Hôm nay ngài đến ta đến để lấy bảo vật. Ngài có biết dẫn lệnh truy nã của yêu giới sẽ có hậu quả gì không? Tiêu tử này giở trò gì vậy? Người nào dám nhận lệnh truy nã của yêu giới ta? Quỷ gì mà quỷ, ta thấy chính là tiểu tử Phương Viễn này, gian dựng ra vở kịch nào đó thôi. Phương Viễn, ngươi làm trò này chẳng phải để không muốn trả tiền sao? Còn yêu tinh nữa, ta một quyền một tên. Vị đại ca này chính ta giở lệnh truy nã đó. Nghe nói các ngươi muốn 3 tên chị Hùng chị Ác, nên ta mang đến cho các ngươi đây chị Hùng chị Ác. Các ngươi đúng là tuyệt phẩm. Các ngươi định làm gì? Tất nhiên là bắt các ngươi vào tay vực yêu giới, làm nô lệ hộ sai của ta vĩnh viễn. Bà chủ, ta đã giải quyết xong lệnh truy nã của yêu giới rồi. Vậy có thể lấy thứ gì để đổi với ta? Theo giá trị của 3 người ngươi mang đến, ngài có thể đổi lấy vật phẩm cấp 7. Cấp 7 thế này thì phát tài rồi. Ta muốn cái đó. Có điện thoại di động rồi, ở cổ đại chẳng phải muốn gì được đấy sao? Quỳnh mẹ người không sao chứ? Muội đã cho mẹ uống thuốc rồi, bệnh của mẹ đã khỏi rồi Viễn Nhi. Sau này đừng đánh bạc nữa, chúng ta cả nhà cùng sống những ngày yên bình. Mẹ con không đánh nữa, có chết cũng không đánh nữa HK. Bọn họ đi đâu rồi? Sau khi các huynh vào tù thì cửa tù đóng lại, muội mở ra thì bên trong chẳng có gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ ấy đã bị ta đưa sang yêu giới rồi. Tổng xử lý đại nhân đến đây, phò mã đại nhân cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi. Nghe nói ngài gặp nguy hiểm nên ta lập tức chạy tới ngay. Ngài không sao chứ? Không sao, đợi ngươi đến cứu ta thì ta đã chết cả 100 lần rồi. Không sao là tốt rồi các ngươi. Mang lễ vật cho phò mã bày ra đây mở ra. Nhiều lễ vật quá, huynh thực sự đã thành phò mã rồi. Ừ, tất nhiên rồi. Khi nào ta có thể động phòng với quân chúa nhà các ngươi đây? Bởi vì theo quy củ của đại thể quốc ta, ngài bây giờ chỉ là phò mã thực tập. Giai đoạn thử việc này là 3 tháng, thời gian thực tập 3 tháng. Đùa à, ở thời hiện đại ta còn có thời gian thực tập. Không ngờ đến cổ đại là phò mã cũng có thời gian thực tập nữa chứ. Đúng vậy, quận chúa chính là binh châu trong tay hoàng thượng, vô cùng quan trọng. Ngươi chỉ cần vượt qua được sự khảo nghiệm trong thời gian thực tập mới có thể trở thành phò mã thực thụ. Khảo nghiệm gì? Ngày mai gặp hoàng thượng thì ngô sẽ biết. Không ngờ quý quận chúa lại rắc rối như vậy. May mà ta đã có chút mánh khóe rồi. Bọn người cổ đại các người chơi sao lại ta? Nghĩa vụ muốn định vượt cơ hội tỷ võ chiêu thân lần này để làm phò mã rồi ra ai với triều đình nước Đại Tề, không ngờ lại bị tiểu tử Phương Viễn kia phá đám. Người gấp làm gì, chẳng phải vẫn còn 3 tháng thử việc sao? Ý người là vạn quốc đại hội sắp tới, chỉ cần hắn tài vạn quốc gạo làm bất mặt thì chắc chắn sẽ không qua được thời gian thử việc. Đến lúc đó vị trí phò mã của người vẫn còn đó mà. Nghĩa vụ anh minh, chuyên phò mã bảo điện tham kiến hoàng thượng. Tiếp đi đây chính là phượng hoàng mà con chiêu hiện sao chợt thấy, cũng không có gì xuất sắc. Hoàng đế ra người còn chê ta nữa, hôm nay ta nhất định phải biểu hiện thật tốt. Bẩm hoàng thượng, lần trước ngài có nhắc đến muốn vẽ cho mình một bức họa để trăm họ trong thiên hạ tôn thờ. Ta đã tìm khắp 9 nước những họa sư giỏi nhất để vẽ cho hoàng thượng một bức họa. Vẽ cái gì mà rác rưởi vậy? Ông gan người dám nói đây là rác hoàng thượng? Ta không có nói ngài là rác, ta chỉ nói bức họa này vẽ như rác, ngay cả một phần đi nói phong của ngài cũng không thể hiện được. Nói bậy nói bạ cái gì vậy? Bức họa này chính là ta phải tìm khắp thiên hạ mới có được do thánh thủ bác hòa vẽ ra. Người có tư cách gì mà ở đây chỉ trò phò mã? Dù ngươi có được quận chúa che chở đi chăng nữa thì cũng không nên ở ngay triều đường công nhiên phỉ báng, đó là đối với triều đình bất kính, càng là đối với hoàng thượng bất kính thừa tướng.
ngài nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Phò mã ta chỉ nói vô tình thôi mà. Ngài đừng vội treo cái mũ lên đầu người ta, vô tình nói ư, công chúa điện hạ, chúng ta bây giờ đang ở triều đường, mỗi một chữ nói ra, mỗi một câu đều liên quan đến vận mệnh muôn dân, đâu thể vô tình nói được chứ còn nữa. Phương Viễn, người nói bức họa trên tay ta là giáp, xem ra người rất tự tin, có thể vẽ được một bức họa đẹp hơn bức này không? Đây không phải là rất tự tin mà là cực kỳ tự tin. Phương Viễn, thôi đi, người biết vẽ tranh sao? Nếu phò mã đại nhân tự tin như vậy, chỉ bằng ngay tại triều đường này, để phò mã đại nhân trước mặt mọi người vẽ một bức họa cho hoàng thượng thế, nào người đâu mang bút mực lên. Hoàng thượng xin hãy nhìn đây, 3, 2, 1 cười một cái nào. Người đâu hộ giá? Nhanh nói người rốt cuộc dùng ám khí gì? Mọi người đừng căng thẳng, đây là điện thoại di động, là công cụ chuyên dùng để chụp tranh cho hoàng thượng. Điện thoại di động chưa từng nghe qua, hoàng thượng tuyệt đối đừng tin, tên vô dụng này chắc chắn là lừa đảo. Đây chỉ là điện thoại di động thôi mà có gì đâu mà đùa. Ta dùng cũng không phải là, song song thứ này thực sự có thể vẽ tranh sao? Không sai, ta đảm bảo đấy, vẽ giống y như này vậy. Không sai một cọng tóc, ngay cả quốc họa thánh thủ cũng không thể vẽ giống y như người thật được. Chỉ dựa vào ngươi mà dám khoác lác như vậy, lời ngươi nói ra phải chịu trách nhiệm đấy. Nếu sai một sợi tóc so với hoàng thượng, ngươi cứ tùy ý xử lý ta. Vương Viễn quận chúa đừng lo, ta không sao, ai quan tâm ngươi chứ? Được tiểu tử trong vòng một nén hương, nếu ngươi không vẽ ra được bức họa tuyệt thế giống y như lời ngươi nói, thì đầu ngươi hôm nay sẽ phải để lại nơi đây. Một nén hương sao quá đủ rồi. Hình như còn thiếu thứ gì đó. Có rồi, người đâu lấy mấy cái đèn chiếu lên đây. Đúng đúng rồi, đèn chiếu hạ thấp xuống một chút nữa. Sắp xong rồi đúng vậy. Tiểu tử này, ngươi đang làm gì vậy? Không hiểu chứ gì bố trí ánh sáng đấy. Không hiểu thì tránh qua một bên đi. Hôm nay con người có thể làm ra trò chống gì? Ra thân giả quỷ gì chứ? Bây giờ ánh sáng cũng gần đủ rồi hoàng thượng. Ngài hãy nghe ta nghiêng 45 độ nước nhìn bầu trời. Ánh mắt u buồn mơ màng hiểu chứ? Đúng rồi, cứ như vậy rất tốt, cánh hoa bay đúng rồi. Thật là một thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần. Đó quá đầu rồi. Khí chất của ngài hoàn toàn là siêu mẫu quốc tế. Cái lần của chấm. Tiểu tử, thời gian một nén hương của người sắp hết rồi. Bức họa của ngươi vẽ xong chưa? Vội gì chứ, ta sắp xong rồi. Nếu hôm nay ngươi không giao nộp được thì phải chết ngay tại đây. Hoàn thành rồi mau dâng lên cho chấm xem nào. Chết thật hết pin rồi. Cái này chẳng có gì cả bức họa đâu. Cái đó, đây không phải là máy nội địa sao? Sao hết pin nhanh vậy chứ? Biết vậy đổi thêm cái sạc dự phòng. Chấm đang hỏi ngươi đấy. Phò mã xem ra bức họa của ngươi vẽ không xong rồi. Hoàng thượng, đây chỉ là một sự cố thôi. Bức họa ta thực sự đã vẽ xong rồi. Đủ rồi, ngươi coi mọi vị đại thần ở đây là đồ ngốc. Sao người biết tội ngươi phạm hôm nay là tội khi quân? Không, xin hoàng thượng hạ lệnh xử tử tên phế vật lừa vua này. Ai dám to gan? Tên tiểu tử này phạm tội khi quân. Chẳng lẽ quận chúa còn muốn cầu tình cho hắn? Hoàng thúc phi phương biến phạm tội khi quân. Nhưng dù sao hắn cũng là phò mã của con. Xin ngài hãy bị hắn phạm tội lần đầu mà tha cho một lần quận chúa ta. Thực sự đã vẽ xong rồi, đủ rồi. Ta vốn nghĩ người đã cải tà quy chính. Không ngờ ngươi vẫn ngu nguội cung vọng tự đại. Không muốn chết thì im miệng lại tiếp đi. Chấm đã nói rồi, con đừng làm loạn. Ngoan ngoãn nghe lời chấm, gả cho vương tử Tây Xã Quốc, lại còn đi tổ chức tỷ võ triều thân chưa được, cũng chỉ là loại thế này. Người đâu mang tên phế vật lừa đảo này cho chấm, tức bỏ phong hào phò mã tống vào đại lao. Khoan đã, vẫn còn 5% pin dự phòng, dùng đồ đội thì vẫn tin được. Hoàng thượng, đây là bức họa ta vẽ, người xem đi. Biết ngay là người vẽ ra mà. Nhưng ngươi đừng quên những gì ngươi vẽ ra. Nếu không làm được giống y như bản thân hoàng thượng, thì đầu ngươi vẫn rơi xuống đất. Giống hay không hoàng thượng xem là biết ngay. Cái này, hoàng thượng sao lại tức giận thành ra thế này? Đúng vậy, xem ra hoàng thượng rất không hài lòng với bức họa này. Lần này phò mã chết chắc rồi. Ta biết ngay ngươi toàn nói dối. Nhìn xem hoàng thượng, còn bị ngươi chọc tức đến mức không nói nên lời. Tiểu tử, giờ sự thật đã rõ ràng. Bức họa của ngươi khiến dung nhan hoàng thượng nổi giận. Mau kéo tên tiểu tử này ra ngoài cho ta áp giải. Vào buổi tối nay, chấm không phải giận đến mức không nói nên lời. Chấm chỉ là khó tin trên đời này lại có tuyệt kỹ hội hòa tình diệu đến vậy, có thể tái hiện hoàn toàn dung mạo khí chất của chấm. Hoàng thúc, bức họa này đơn giản là ý như này, không chỉ giống y hệt, thậm chí còn tuấn tú đẹp trai hơn chấm, còn nhiều thêm một tia khí chất u sầu. Bao nhiêu năm nay cuối cùng cũng có người hiểu chấm. Hoàng thượng, ta chỉ là phát hiện ra khía cạnh ít người biết của ngài thôi. Người càng cao quý thì càng cô đơn. Ngươi thực sự hiểu chấm chi kỳ. Ngươi là chi kỳ của chấm. Tất nhiên còn nhiên ngươi là phò mã tốt của chấm. Lát nữa cùng chấm uống vài chén. Nghĩa vụ chuyện này là sao? Là ta đã coi thường tên tiểu tử này. Hoàng thượng, tuy bức họa đã chấp nhận, nhưng nếu Phương Viễn muốn trở thành phò mã thực sự, vẫn phải vượt qua thử thách tiếp theo. Phương Viễn, người chuẩn bị đi. 3 ngày sau chính là bản quốc đại hội.
Vạn Quốc Đại Hội. Vạn Quốc Đại Hội là lễ hội quốc tế được tổ chức 5 năm một lần. Đến lúc đó tất cả các quốc gia trên đại 6 chiến xã sẽ phái các võ sĩ tỉnh Anh đến tham dự, cùng nhau giao lưu võ nghệ và cạnh tranh người nào giành được vị trí đầu tiên thì sẽ vẻ vang cho đất nước mình. Hoàng thượng, người không nhận chữ vừa nãy còn nói ta là chi kỳ, giờ lại bắt ta tham gia cuộc thi nguy hiểm này. Ngài không phải đang hại ta sao? Không có cách nào khác. Muốn làm phò mã nước đại tẩy của chấm thì phải chứng tỏ bản thân. Nhưng mà chấm tin rằng ngươi có năng lực này, ngươi nhất định làm được. Ngài đánh giá ta cao quá đấy. Sợ rồi chứ gì sợ thì mau đầu hàng rút lui đi. Để vị trí phò mã này cho người thực sự có bản lĩnh. Muốn cưới vợ ta à? Không có cửa đâu. Cuộc thi này ta thắng chắc. Hoàng thượng ta lĩnh chỉ. Này bà chủ, lại đây xem, dương đồ này có thể đổi được bảo vật chắc bao nhiêu. Đây là cảnh phượng vương an bình triều đại Đại Tây. Đây là ngọc như ý cung điện Vân Bình. Còn cả cái này nữa toàn là bảo vật vô giá. Quan khách, tất cả vật phẩm từ cấp 1 đến 100 trong tiệm, ngài cứ tùy ý lựa chọn. Quận chúa ta nghe nói Phương Viễn đã đem tất cả lễ vật ngài cho hắn đi bán hết rồi, chắc chắn lại lấy đi đánh bạc rồi. Ta còn tưởng hắn thật sự đã cải tạo quy chính. Không ngờ chó của Diên Công hề thay đổi thói ăn phân loại. Người này căn bản không xứng làm phò mã của ngài. Chúng ta mau báo với hoàng thượng để hoàng thượng hạ lệnh phế bỏ hắn đi không vội. Ba ngày sau tại Vạn Quốc Đại Hội, ta muốn xem hắn thua cuộc thi thế nào, sau đó sẽ công khai hủy hôn, cho hắn một bài học thật đau tại Vạn Quốc Đại Hội trước mặt tất cả các nước hủy hôn quận chúa. Chuyện này có phải hơi tàn nhẫn quá không? Những kẻ bản tính khó sửa chỉ là vì bài học không đủ sâu sắc. Hy vọng lần này cho hắn một bài học có thể khiến hắn quay đầu làm bờ, làm lại cuộc đời, sau này đối xử tốt hơn với mẹ và muội muội của hắn. Đi, hoan nghênh các vị tham gia Vạn Quốc Đại Hội. Hôm nay thấy các dũng sĩ tụ họp một đường chấn hưng thần dữ. Tiếp theo cuộc đấu chính thức bắt đầu. Hoàng thượng phò mã vẫn chưa đến. Đã lúc này rồi mà vẫn chưa tới. Tiết Nhi Phương Viễn đâu? Hoàng thúc thần cũng không biết. Phò mã đại đệ các người chẳng lẽ sợ không dám đến sao? Phế vật. Phương Viễn, sao ngươi ăn mặc thế này? Cái này lại là vật gì? Hoàng thượng, vật này gọi là ông chú Heli. Này đi nhìn dặm, tán gái tạo dáng đâu? Lựa chọn tuyệt vời ông chú Heli, chỉ bằng cái sắc vụn này mà ngày đi nhìn dặm sao? Người có biết chẳng thiên hạ, cứ có thể ngày đi nhìn dặm, chỉ có hán huyết bảo mã thôi không? Mà hán huyết bảo mã này cực kỳ hiếm có, ngay cả hoàng thượng tìm khắp thiên hạ cũng chưa từng có được một con. Không hiểu biết thì im miệng, chẳng ai coi ngươi là cấp đầu. Người chính là Phương Viễn. Ngươi là ai vậy? Đồ có mắt như mù, vị này chính là vương tử Kim Tản của Lãng Quốc. Người Lãng Quốc, mấy hôm trước ta vừa mới đánh bại một tên Lãng Quốc. Người Lãng Quốc cũng chỉ đến thế thôi tiểu tử. Người dám tổn thương đệ nhất võ sĩ anh dũng nhất của Lãng Quốc ta, món nợ này ta vẫn chưa tính sổ với người đâu. Võ sĩ huỳnh dũng nhất của Lãng Quốc các ngươi, tiểu gia ta chỉ động ngón tay đã đánh bại rồi. Vậy lần này tại Vạn Quốc Đại Hội, Lãng Quốc các ngươi gặp nguy rồi nhé. Hoàng thượng mau bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi để nhìn thấy bọn chúng thua cuộc thi, tức điên lên rồi. Tiểu tử đợi ta thắng cuộc thi rồi sẽ tính sổ với người cho đáng, để cho người biết võ sĩ Lãng Quốc không dễ chọc đâu. Thi đấu hôm nay chia làm 3 vòng, vòng 1 thi tốc độ. Trên bia đá phía trước trăm dặm khác một chuỗi văn tự. Người tham gia lái các loại phương tiện của mình tiến lên. Người nào đầu tiên đến đích, đọc được văn tự và trở về phục mệnh trước sẽ thắng. Người đâu dắt phương tiện của ta ra đây? Phương Viễn, phương tiện của ngươi đâu? Chính là cái này, đây là phương tiện của ta. Tên gốc ta không nghe nhầm chứ? Chỉ bằng cái đống sắt vụn này mà cũng muốn thắng cuộc thi? Hôm nay phương tiện của ta chính là Dương Châu Phi Vân Mã. Cho dù cho ngươi thời gian một nén hương, ngươi cũng không thắng được ta đâu. Nghe nói thi Dương Châu Phi Vân Mã không phải là hạng huyết bảo mã, nhưng cũng có thể ngày đi 500 dặm, là tinh phẩm trong các loài ngựa. Xem ra vòng thi đầu tiên phương thắng thắng chắc rồi. Ta sợ con Dương Châu Phi Vân Mã của ngươi, ngay cả tư cách người cùi đánh giá ở đằng sau cái mông ta cũng không có. Phải không, người đâu mang ngựa của ta lên? Đây là hạng huyết bảo mã. Không sai, đúng là hãng huyết bảo mã. Là hãng huyết bảo mã, có thể gáy đi nhìn dặm hãng huyết bảo mã. Vừa xuất hiện, thắng thua của cuộc thi đã không còn nghi ngờ gì nữa. Không ngờ Lãng Quốc lại tìm được hãng huyết bảo mã. Xem dư không còn hy vọng gì ở vòng 1 rồi. Nghe nói hãng huyết bảo mã đã tuyệt tích trên đời. Không ngờ Kim Tăng Vương Tử lại tìm được. Xem ra lần này phò mã thua chắc rồi, thua cũng tốt. Coi như cho hắn một bài học. Hãng huyết bảo mã thì cũng được, cũng chỉ miễn cưỡng người bụi đánh giám theo sau cái mông của ta thôi. Tiểu tử ngươi là điên rồi hay ngốc rồi? Đó là hãng huyết bảo mã đấy. Ngay cả Dương Châu Phi Vân Mã của ta cũng không thể đạt tới một nửa tốc độ của nó. Chỉ bằng đống sắt vụn này mà còn nghĩ thắng nó lão tử? Ta rất thích lòng dũng cảm của ngươi. Nếu ngươi tự tin như vậy, chỉ bằng chúng ta cá cược một phen cá cược gì? Nếu ngươi thua, thì nước Đại Tề các ngươi phải cắt nhượng 20 thành trì cho vương quốc của ta, còn có quận chúa cũng phải gạt sang làm tiểu thiếp cho ta. Cậu gạt Tiết Nhi của chấm là Minh Châu trong thành chấm, sao có thể gạt sang Lãng Quốc làm tiếp? Đừng muốn ta cá với ngươi. Nhưng mà nếu ta thắng, thì ta muốn biên giới của các ngươi lùi về sau 300 dặm. Phương Viễn, ý ngươi là sao?
Trước đây đánh bạc thua chưa đủ nhiều, sao còn lấy ta ra làm vật đặt cược? Còn cá cược 20 thành trì của nước đại tề chúng ta nữa, thật là phá nát gia sản của quốc gia. Quân chúa ta đã sớm đói với nàng rồi. Tên tiểu tử này chính là đồ chó không đuổi được, tính ăn cất một tên vô dụng. Huống chi chỉ bằng cái đống sắt vụn này của hắn, căn bản không thể thắng được cuộc thi hoàng thượng. Hồ Mã không chỉ lấy quận chúa ra làm vật cược, mà còn cá cược 20 thành trì của nước tề chúng ta, đơn giản là quá trẻ. Con ta đề nghị để hắn lập tức bỏ cuộc. Bỏ cuộc cái gì? Ngươi chính là cố tình không muốn ta thắng phải không? Ngươi không phải là gián điệp chứ? Ngươi được mọi người vừa rồi đều nghe thấy rồi. Hồ Mã nước đại tề các ngươi đã đồng ý thi đấu, bây giờ muốn rút lui, chẳng lẽ người đại tề các ngươi đều là những kẻ nói mà không giữ lời? Sao Phương Viễn thật là bị ngươi hại chết? Nếu vậy thì cứ làm thế này đi. Hoàn đã hoàn thúc con cũng đồng ý tham gia. Ngươi không sai, ta đã tham gia thi đấu. Nếu ta thắng, vật cược vừa rồi cũng tính là của nước đại tề ta. Tên phế vật có lẽ ngay cả vợ ngươi cũng không tin. Người thắng đều phải tự mình lên đây. Nhưng mà quận chúa, ta khuyên nàng cũng đừng chống cự nước ngoan. Quán mang theo 20 thành trì của nước tề đến đây làm thiếp cho ta đi. Ít nói nhảm đi, thắng rồi hãy nói quận chúa. Nàng không cần phải vậy, ta nhất định sẽ thắng mà. Tin người ta thả tin lợn cãi chào cay còn hơn. Phương Viễn, ta nói cho người biết, đợi ta thắng cuộc thi, người đầu tiên ta phế bỏ chính là người. Vậy thì cuộc thi này ta không thể thua. Vòng đấu thứ nhất chính thức bắt đầu. 3-2-1 bắt đầu. Phương Viễn, sao ngươi còn chưa chạy? Hiện nay không thể trông cậy vào ngươi mà tiểu thư nhà chúng ta sắp phải sang Lang Quốc làm tiểu thiếp rồi. Vậy mà ngươi vẫn chậm rãi không bội bội gì chứ? Trước hết hãy để bọn họ cảm nhận đôi chút cảm giác về việc đứng đầu đi đã. Dù sao đường đua này sẽ sớm trở thành sân nhà của ta thôi. Hôm nay ta phát hiện cái này. Tên phỏ mã vô dụng kia sao không theo kịp vậy? Chắc là đã bị hắn bỏ xa cả 1.800.000 dặm rồi. Tức đến mức trực tiếp bỏ cuộc luôn phải không? Tên điên này quả nhiên chỉ là một tên vô dụng, không đáng tin cậy. Quận chúa, không chơi với bọn ngươi nữa, ta muốn thắng nhanh thôi. Kia là Phương Viễn, không thể nào, trên đời này làm sao lại có loại phương tiện có thể vượt qua hãng huyết bảo mã của ta đến muộn rồi. Ở điểm cuối đợi các ngươi, may mà bổn vương còn có tay trong. Mau tỉnh lại, vương tử dặn nếu có người chạy trước ngài ấy, chúng ta nhất định phải ra tay. Lỡ làm hỏng đại sự của vương tử, ngươi và ta đều phải chết vội gì chứ. Vương tử có hãng huyết bảo mã, vị trí nhất định là của Lãng Quốc ta. Sao người về nhất lại không phải là vương tử? Cái này lại còn nhanh hơn cả hãng huyết bảo mã của vương tử. Đừng nói nhiều nữa, ra tay đi. Có mấy tiêu tử, ta đi trước đây. Rác rưởi, lại chỉ là đồ sát vụn. Của nhiên chỉ là phong độ nhất thời, vẫn chỉ là một tên bắn súng cỏ, thiết kế cả bẫy hại người. May mà ta có bí tịch hóa giải. Quận chúa đừng đánh rộn nữa, ván đầu tiên ta thắng chắc rồi, ngươi đừng hỏng. Ngươi là yêu vật gì mà lại biết bay? Thật là gặp quỷ rồi. Chưa từng thấy phơ la cam mà. Đại hội vạn quốc này ta không chơi với các người nữa. Tạm biệt, ta nghe nhầm phải không? Vừa rồi là giọng của Phương Viễn sao? Quốc thái dân an, chính thông nhân hòa. Tốt rồi, xong việc. Ê, lâu vậy rồi mà vẫn chưa có ai về sao? Hoàng thượng mau nhìn kìa, có người về rồi. Phương Viễn là Phương Viễn. Sao lại là hắn? Là Phương Viễn ư? Phương Viễn nước đại tề ta là số một đồ gì vậy chứ? Trên đời này làm sao có thể có phương tiện chạy nhanh hơn được hắn huyết bảo mã nhà vương tử? Đúng vậy, theo ta thấy hắn căn bản chưa chạy tới đích mà đã chạy trốn về giữa trường rồi. Không thì sao ngay cả phương tiện cũng không thấy đâu, lại đi bộ về Phương Viễn? Phương tiện của ngươi đâu hỏng rồi ư? Nói vậy người cũng chưa chạy tới đích. Hoàng thượng ta của thật chưa chạy tới đích đã bảo, mà chắc chắn là chạy trốn về giữa đường rồi. Phó bán nước đại tề của nhiên chỉ là một tên vô dụng, đã vậy chỉ có thể hy vọng vào Tuyết Nhi thôi. Về rồi, về rồi. Là vương tử nhà chúng ta về nhất rồi. Làm rõ nhé, ta mới là người về đầu tiên. Xin lỗi, hoàng thúc ta trung quy vẫn chậm hơn một bước. Bây giờ ta mới là số một nước đại tề, các người thua rồi, thật là yếu đuối. Ta mới là người về đích đầu tiên. Hóa ra đến lúc chạy về giữa trường cũng tính Nga.
Tiểu tử cần ta nhắc lại quy tắc cho ngươi một lần nữa. Không cần phải là người đầu tiên đến đích. Hoàn chỉnh ghi nhớ dòng chữ trên bia đá và đọc thuộc lòng chính xác trước mọi người mới là người thắng. Ngươi có đến đích không? Ngươi có thể nói ra được trên bia đá. Rốt cuộc biết những chữ gì không đủ rồi Phương Viễn. Đừng nói quát nữa. Rõ ràng chưa tới đích, làm sao có thể nhìn thấy chữ trên bia đá được? Đã kém người ta thì hãy thành thật nhận thua đi. Cứ điêu kèo thế chỉ khiến người Tây Quốc chúng ta mất mặt hơn thôi. Đúng vậy. Còn hai ván nữa mà chúng ta không cần thiết khoản đã. Nếu hắn nói hắn có thể đọc chữ trên bia đá, thì cứ để hắn nói xem. Ta muốn xem hắn có thể bịa ra cái quái gì. Nếu ta nhớ không nhầm, trên bìa đã viết 8 chữ: Quốc Thái Dân An Chính Thông Nhân Hoa. Đúng, 8 chữ này không sai một chữ nào. Không thể nào ngươi rõ ràng chưa tới đích. Ta có thể biết chữ trên bìa đá ta có cách của ta. Thế nào, ván đầu ta thắng rồi nhé. Ta không công nhận ngươi gian lận. Kết của ta không chấp nhận. Kim Tàng Vương Tử sao lại nói vậy? Hắn rõ ràng chưa tới đích. Sao có thể biết bìa đá viết gì chứ? Nhất định là các người nước Tề cấu kết với nhau. Đại Tề ta không phải hạng vô tín như vậy. Điều khắc trên bia đá là gì? Là do các đại biểu các nước trong vạn quốc đại hội. Chúng ta cũng phải đến khi cuộc thi bắt đầu mới biết. Nói gì mà cấu kết gian lận? Đúng vậy, vương tử của thực là chúng ta cùng giám sát suốt quá trình, không tồn tại chuyện gian lận. Người im miệng đi được ván đầu coi như người thắng. Nhưng sau này người sẽ không bày bán thế đâu. Ván thứ hai là kiếm thuật bắn cung tên. Ta chơi 4F rất cường. Cái khác thì không dám nói, nhưng bắn cung thì chuẩn lắm. Đừng nói khác nữa. Người biết chúng ta sẽ bắn cái gì không? Không phải bia bắn bình thường đâu, là bắn đại bàng. Bắn đại bàng không sai. Phía trước là thung lũng đại bàng, nơi sinh sống của hàng ngàn con đại bàng. Sau khi cuộc thi bắt đầu, chúng ta sẽ thổi còi đại bàng sẽ bay lên trời. Người tham gia dùng cung tên bắn đại bàng. Trong thời gian một cây nhang, ai bắn trúng nhiều đại bàng nhất sẽ là người chiến thắng. Này tiểu tử, một cái bia để đó bất động cho người bắn. Có lẽ người còn có thể gặp máy bắn trúng. Nhưng đại bàng này bay nhanh vô cùng, động tác lanh lẹ, không có độ chính xác và phản ứng cực nhanh. Người ngay cả một cọng lông cũng bắn không trúng. Vậy thì cứ thử xem. Tiểu tử, ta rất thích lòng dũng cảm của ngươi. Nhưng chiếc kiếm thuật cung thủ giỏi nhất của đại đề các ngươi, trước mặt võ sĩ Lang Quốc ta cũng chỉ đủ tư cách quỳ lại đầu hàng mà thôi. Quận chúa, nghe nói võ sĩ Lang Quốc là những người thợ săn thú dữ, lâu năm luận về thị lực và tốc độ phản ứng, không ai trong chín nước sánh bằng. Trong đó Kim Tàng Vương Tử càng lợi hại hơn. Trong hội săn bắn năm ngoái, một mình hắn đã bắn hạ trên 100 con thú dữ và chín chóc. Thế này chắc chắn chúng ta thua rồi. Không đấu thì tự nhận thua, thắng bại vẫn chưa phân định. Ngại gì mà không thử xem thực lực thế nào? Ta nhường các người bắn trước, miễn cho ta bắn hết đại bàng trong thùng lũng, khiến người không còn gì để bắn. Người Lang Quốc đừng đắc ý. Quận chúa, hãy tin tưởng ta nhất định sẽ không làm mất mặt đại tệ. Chúng ta đâu tin người không bằng tin chính mình. Người đâu mang cung tên lên. Chuẩn bị. Thời gian một cây nhang thi đấu bắt đầu. Cuộc thi đã gần kết thúc rồi. Không biết tình hình của Tiết Nhi thế nào. Quận chúa, người không sao chứ, chuyện gì vậy? Đại bàng trong thung lũng đại bàng này dữ dợn quá. Đã cào ta bị thương rồi, hơn nữa ta bắn không tới 10 con. Bẩm hoàng thượng, quận chúa đã bắn được 8 con đại bàng. Xin lỗi hoàng thúc, để người bày vọng rồi. Không sao, mau gọi thái y băng bó vết thương cho quận chúa. Quận chúa đừng lo, chẳng phải còn có ta sao? Khai bẩm hoàng thượng, đô quân Phương đã hạ được 28 con đại bàng. Quả nhiên không hổ danh ngự tiền đô quân của trẫm, trong thời gian ngắn như vậy đã có thể săn được nhiều đại bàng thế. Xem ra có hy vọng quyết thắng với Lang Quốc rồi. Chỉ bằng mấy con mồi này cũng đem ra khoe à? Nói cho chúng biết chiến của bổn vương. Bẩm hoàng thượng, Kim Tàng Vương Tử đã hạ được 108 con đại bàng. 108 con ư? Sao nhiều vậy? Lại gấp 4 lần đô quân Phường. Cho dù toàn bộ đại tể ta phục lên, cũng chưa chắc đã đánh lại được Kim Tàng Vương Tử. Thế nào, đại tể có phục không? Đã đánh được thì phải chịu thua. Ta không phục, chúng ta vẫn chưa thua. Phường Viễn vẫn chưa về. Ta vừa thấy tên phế vật đó trong rừng cây, cầm theo biếm sắt bột không biết đang làm gì. Đại tể các ngươi, không lẽ thực sự đặt hy vọng vào tên phế vật đó chứ? Cuộc thi vẫn chưa kết thúc, hãy đợi khi Phương Nguyệt trở về rồi tính tiếp. Ta đã nắm chắc phần thắng trong tay cũng không vội gì, đành phải cùng các ngươi chờ đợi vậy. Phương Nguyệt bây giờ chỉ còn trông cậy vào ngươi thôi. Có kinh viễn vọng, bắn hạ đại bàng không phải chuyện đơn giản. Không hay rồi, cuộc thi sắp kết thúc, cuối cùng cố gắng lần nữa. Lần này chắc chắn sẽ thắng. Thời gian đã hết rồi sao, phỏ mã các ngươi vẫn chưa về? Chẳng lẽ là do cả ngày không bắn chúng nên rút lui giữa chừng rồi sao? Cho dù đi bộ về cũng cần thời gian chứ. Chờ thêm chút nữa đi hoàng thượng. Bản lĩnh thực sự của tiểu tử Phương Viễn ngài vẫn chưa thấy rõ. Hắn chỉ là một tên vô dụng chỉ biết nói khắc thôi. Nếu không thì cha ta đã chặn đuổi hắn ra khỏi nhà. Theo ta thấy lần này hắn chắc chắn sẽ không trở về đâu được rồi. Kéo dài thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu hắn mãi không về thì nên tự động bỏ quyền thi đấu. Hoàng thượng mau công bố kết quả đi. Công bố kết quả mà không đợi ta là có chuyện gì ta không thể biết sao? Phương Viễn à, người cuối cùng cũng về rồi chấm. Tiết nữa đã nuốt không trôi rồi. Hoàng thượng ngài vất vả rồi, nhưng xin ngài yên tâm, ta sẽ không phụ lòng tin của ngài đâu. Hôm nay con bồi của ta chắc chắn sẽ nghiền nát hắn. Chỉ là một tên ngu ngốc tay không trói được gà mà cũng mơ nghiền nát ta ư? Xem ra là gã đập vỡ sọ rồi. Ngay cả ta cũng chỉ săn được 28 con, còn ngươi săn được một con cũng coi như may mắn rồi.
Bẩm hoàng thượng, Phương Viễn đã hạ được 108 con đại bàng. 108 con, lại vừa khéo bằng số lượng của Kim Tăng Vương tử. Sao không thể nào? Tên phế vật này làm sao có thể bằng bổn vương tử chứ? Nhất định là gian lận. Sao ngươi cứ thích nói người khác gian lận thế nhỉ? Chắc hồi đi học ngươi không ít lần. Bách Lẻo cô giáo nhỉ, lời nói chuyện phiếm với ngươi. Nếu ngươi không gian lận, sao có thể bắn chuẩn xác đến vậy? Đúng vậy Phương Viễn, ngươi mau nói đi theo ta hiểu về ngươi. Trước đây ngươi hoàn toàn không biết gì về kỹ thuật bắn cung mà, bởi vì ta có thứ này. Đây là vật gì vậy? Bẩm hoàng thượng, cái này gọi là kính viễn vọng, mang thứ này lên, thậm chí có thể nhìn rõ vật ở cách xa ngàn dặm. Tên háo sắc nhìn cái gì đấy? Quận chúa đừng nghe hắn đổ. Chỉ là đồ chơi rác rưởi thế này mà cũng đạt giảm. Cho dù bây giờ ta cởi hết quần áo đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn rõ nổi vậy, ngươi cởi ra thử xem. Ngươi mau đưa chấm xem nào. Thần kỳ của nhiên thần kỳ. Cái này có thể cho chấm được không thì cũng được, nhưng để chế tạo vật này, ta đã tốn không ít tiền bạc. Chấm cho ngươi 100.000 lượng hoàng kim. Kho báu của hoàng cung có nhiều của quý hiếm, ngươi cứ tùy ý chọn lấy. Cho dù số lượng con mồi của ngươi bằng ta, nhưng đừng quên là ta về đích sớm hơn người, cho nên cuối cùng ta thắng. Người thắng cuối cùng vẫn là ta. Ai nói số lượng con mồi của ta bằng ngươi? Mọi người có mặt đây đều là nhân chứng. Vừa rồi ngươi được báo số lượng con mồi đã nói, số đại bàng ngươi sang được bằng với ta đều là 108 con. Chẳng lẽ ngươi định nuốt lời sao Phương Viễn? Chúng ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua, hãy chấp nhận một chút được không? Con mồi của ta vẫn chưa kiểm đếm xong, con mồi của ngươi chẳng phải chỉ có 108 con kia thôi sao? Những con khác đâu ta cũng không thấy. Chúng đang ở trên trời kia, lập tức sẽ rơi xuống thôi. Đại bàng trên trời, há phải ngươi nói rơi là rơi sao ấy của thực? Ta nói rơi thì nó rơi thật. Khởi bẩm hoàng thượng, bỗng nhiên hàng vạn con đại bàng như phát điên, tự sát hàng loạt cả đàn đại bàng. Tập thể tự sát chỉ có một nguyên nhân, đó là Bạch Nhãn Thiên Đường chết. Bạch Nhãn Thiên Ưng là gì? Bạch Nhãn Thiên Ưng là vua của các loại đại bàng, hành cung cực kỳ hiếm thấy, lanh lẹ như mèo. Từ xưa đến nay, chỉ có võ sĩ anh dũng nhất mới có thể bắn hạ. Khi Bạch Nhãn Thiên Ưng chết, thì các đại bàng khác sẽ cùng tự sát đi theo đó. Cùng chết ai đã bắn chết Bạch Nhãn Thiên Ưng vậy? Thưa hoàng thượng, Bạch Nhãn Thiên Ưng được tìm thấy trong số con mồi của Phương Viễn. Thế nào Bạch Nhãn Thiên Ưng là do ta bắn chết? Những con đại bàng kia đều chết theo đó, cho nên cũng nên tính là ta giết chết. Cũng xem như con mồi của ta chứ không được. Chúng ta thì xem ai bắn trúng nhiều nhất những con đó. Ngươi căn bản không hề bắn trúng, đây là gian lận. Ta nói sao 10 lan quốc các ngươi não chỉ có một nếp nhăn thế nhỉ? Đôi khi phải mở rộng tư duy một chút chứ. Dùng phương pháp gì không quan trọng, miễn là đạt được mục đích là được. Ngươi đúng vậy. Cuộc so tài hôm nay không chỉ thị sức mạnh, mà còn thi trí tuệ nữa. Tuyệt quá Phương Viễn, chúng ta đã liên tiếp thắng 2 ván rồi. Thế nào phu quân đẹp trai không? Không nghiêm túc, gì cả chấm tuyên bố ván thứ 2 Phương Viễn thắng. Hoàng thúc đã chúng ta liên tiếp thắng 2 ván. Vậy cuộc thi hôm nay có thể kết thúc được chưa? Được. Coi như ta thua 2 ván, nhưng quan trọng nhất vẫn là ván thứ 3 này. Các người thật vô lại đúng vậy. Phó má nước đại thế các ngươi lại lợi hại đến vậy, chẳng lẽ không dám so tài với ta ở ván thứ 3 sao? Đúng vậy. Hoàng thượng, nhất định phải để phó má thắng ván thứ 3 này, mới có thể chứng minh với các nước khác thực lực của đại thế chúng ta. Đồng thời chỉ có như vậy, Phương Viễn mới có thể thực sự gánh vác được chức phó má khiến thiên hạ tâm phục khẩu phục. Lão già nhà ngươi, ngươi cũng tỉnh hại ta phải không? Lão thần cũng là vì tốt cho ngươi thôi mà ta phỉ nhổ. Từ lúc bắt đầu, ngươi và Phương Thắng đã âm thầm thổi gió bỏ lửa. Hai người các ngươi chẳng phải là một bọn đấy chứ? Tiểu tử đừng vu oan giá họa nhé. Khởi bẩm phò mã, nếu sợ thì cứ nói thẳng, đừng lảng tránh sang chuyện khác. Ta sợ cái con khỉ ta so tài với ngươi là được chứ gì? Ngươi đã đồng ý rồi, vậy ván thứ 3 này ta có một ý tưởng mới. Nói nghe thử xem, chính là so tài tìm Long Mạch Tuyệt Nhãn. Quận chúa, Long Mạch Tuyệt Nhãn là cái gì vậy? Nghe nói Long Mạch này liên quan đến vận mệnh thịnh suy của đại tề ta, ngàn năm trước đã bị tiên tổ chôn giấu ở vùng Phú Ngân Sơn, nhưng bao năm qua chưa từng có ai tìm thấy. Chỉ cần tìm được tiền Long Nhãn là có thể tìm được Long Mạch, nhưng Long Mạch đại tề ta xưa nay chưa ai tìm được. Cho nên nhân cơ hội hôm nay, hãy để Long Mạch tái hiện ánh sáng đi. Nhưng ta có một yêu cầu, nếu Long Mạch này được Lãng Quốc ta tìm thấy trước, thì Long Mạch phải nhường cho Lãng Quốc ta không được. Long Mạch của đại tề ta liên quan đến sự hưng suy của quốc gia, sao có thể giao cho nước khác được? Hoàng thượng hãy cá với hắn đi. Ngài cứ nói nếu ta thắng thì sao? Tùy ngươi, trước đó chúng ta cá là nếu ta thắng, biên cảnh Lãng Quốc phải lùi về 300 dặm. Bây giờ ta muốn tăng thêm, nếu ngươi thua, ta muốn biên cảnh nước ngươi lùi về 3.000 dặm. Vương tử lùi 3.000 dặm, Lãng Quốc chúng ta chỉ còn lại một tòa thành quốc đô thôi. Nếu vương thượng biết chúng ta chết chắc sợ gì? Hôm nay bổn vương đã chuẩn bị sẵn sàng, làm sao có thể thua? Đồng ý với người Phương Viễn, Long Mạch liên quan trọng đại, đừng tùy tiện lấy ra làm vật cá cược. Bởi vì một khi Long Mạch rơi vào tay nước khác, đại tần ta chắc chắn sẽ diệt vong. Hậu quả này ngươi gánh vác nổi sao? Yên tâm đi hoàng thượng, hôm nay ta nhất định sẽ tìm được Long Mạch, còn có thể mở rộng biên cảnh nước ta thêm 3.000 dặm nữa. Được tiểu tử, nếu hôm nay ngươi thua cuộc thi, không chỉ ngươi phải lấy cái chết tạ tội, mà mẹ và em gái ngươi cũng phải chôn cùng đấy. Phương Viễn, việc này liên quan đến tính mạng của mẹ và em gái ngươi đấy, yên tâm đi, vợ yêu không thể thua được. Để tên phế vật ngươi đi đâu đấy? Khởi động trước khi thi đấu.
Tình hình khẩn cấp điều cho ngươi đây. Xin mời tùy ý lựa chọn. Cái này vô dụng, cái này cũng vô dụng. Cái này cũng vô dụng nữa thôi. Những thứ này đều không được kiểu hai. Không có hàng tinh phẩm ạ. Tạm thời chỉ có những thứ này thôi. Nếu trong tiệm cũng không có vật này muốn, thì có thể đổi lấy một cái này. Đó là cái gì đây, là phiếu đổi. Có thể đến xã hội hiện đại trải nghiệm một tiếng. Có thể đến hiện đại sao vậy? Chẳng phải lúc đó ta muốn mua gì thì mua à, chính là nó. Chính là nó được rồi thưa khách quan. Phiếu đổi này chính là của ngài. Xin nhớ cho đến dương gian chỉ có một tiếng. Một tiếng sau sẽ quay về không gian hiện tại. Biết rồi, mau đưa tặng quà đó đi. Đi qua cánh cửa lớn này là có thể đến hiện đại ta mượn cái này nữa. Không phải ngươi đã bán cho ta rồi sao? Ta đi rồi lại về thật sao? Mau tìm một tiệm đồ cổ bán cái này đi. Không ngờ chỉ một miếng ngọc bội nhỏ lại bán được 5 triệu. Cũng không còn sớm nữa, phải mau mua trang bị thôi. Nửa đen hương đã trôi qua rồi, vòng 3 sắp bắt đầu rồi sao Phương Viễn vẫn chưa về? Hoàng thượng, chẳng lẽ tên phò mã này sợ không dám ứng chiến mà trốn đi rồi sao? Hoàng thúc qua hai vòng kỳ trước, nàng cũng đã thấy biểu hiện của Phương Viễn rồi. Bây giờ hắn hoàn toàn khác xưa, hắn không phải là người đào năm trước trận, vô trách nhiệm đâu. Nói đúng, 500 cũng tin tưởng Phương Viễn. Các người thật to gan, tinh thần vô tri vô ý của các người khiến ta bội phục. Nhưng cuộc so tài hôm nay ta đã định sẵn người thắng rồi. Vị này là thuật sĩ giỏi nhất lãng quốc đấu nam tiên nhân, tinh thông thuật tám quái, chỉ cần ông ta bấm chỉ tính một cái là có thể biết Lăng Mạch nằm ở đâu. Ngay đây chẳng phải là đấu nam tiên nhân sao? Nghe nói tiên nhân có thiên nhãn thông, tình cảnh của thế gian vạn vật đều không thể giấu được. Ông ta có chúa thế này biết làm sao đây? Đấu nam tiên nhân đã đạt cảnh giới bán tiên, chỉ còn một bước nữa là bước vào cảnh giới thần tiên. Cho dù Phương Viễn có lợi hại đến đâu cũng không thể nào thắng nổi đấu nam tiên nhân đâu. Lần này chúng ta thực sự xong rồi. Ta tin tưởng Phương Viễn. Phương Viễn đến giờ này rồi, tên vô dụng, ngay cả bóng người cũng không thấy, xem ra đại tề các người vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi như vậy. Đến lúc ta tìm được Lăng Mạch, còn cho các người giữ chút thể diện tránh ra. Đó là cái gì? Quái vật hộ giá, hộ giá. Đừng sợ, đây là máy xúc, là công cụ ta dùng để tìm Long Mạch và Tuyệt Nhãn. Máy xúc thực sự có thể đào ra Kim Long Tuyệt Nhãn sao? Tất nhiên là được. Cho dù Long Nhãn ở vị trí sâu đến đâu, chỉ cần có cỗ máy này đều có thể đào ra. Tên tiểu tử chết tiệt, chỉ bằng thứ này mà muốn đào ra Tuyệt Nhãn sao? 3.000 dũng sĩ bất khuất của Lãng Quốc ta còn chưa tìm ra, mà ngươi lấy khối sắt này làm được sao? Ngươi không tin máy xúc của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt về kỹ thuật đào của Phương Viễn ta. Lần này chỉ một ván là quyết định thắng thua, ngươi không được gian lận đầu đấy. Buồn cười, ngươi cứ đợi quận chúa mang theo Long Mạch đại ti gà sang làm tiểu thiếp cho ta đi được rồi. Bây giờ ta tuyên bố vòng thi thứ 3 chính thức bắt đầu, ai đào ra tiền nhãn trước tìm ra Long Mạch trước, người đó sẽ là người thắng. Mau tìm tiền nhãn thôi được. Ba hồn bảy vía đúng nhận sai cãi. Hướng tây bắc 200 mét tiền nhãn ở đó. Nhanh lên. Xong rồi, xong rồi, vị trí tiền nhãn đã bị họ tìm ra rồi. Thế này chúng ta thua chắc rồi, người vội. Cái gì họ nói ở đó chưa chắc đã đúng. Đây là vật gì? Cái này gọi là máy dò địa chất. Dùng đó ta có thể tìm ra tiền nhãn đấy. Phía dưới có thứ gì đó tiểu tử. Ngươi không thật sự định dùng thứ đổ phế này để đào ra tuyệt nhãn chứ? Ngươi có biết địa đông tuyệt nhãn này ít nhất cũng ở độ sâu 50 thước dưới đất. 3.000 dũng sĩ làm quốc ta phải đào cả canh giờ đấy. Cũng chỉ thứ sắt vụn này của ngươi, cứ thử xem lão tử chỉ 1 phút là xong một. Tiếng quá dài rồi, và chạm hỏng hóc ta không chịu trách nhiệm đâu. Cứu mạng, cứu mạng. Không phải, ngươi là vương tử ái phong của Vương quốc sao? Sao lại tẻ ra quần rồi đồ bỏ đi ngươi? Kim tử vương tử đừng chấp nhận với hắn. Cho dù thứ sát bột của tên tiểu tử này thật sự có thể đào được, đi nữa thì sao? Tiền nhãn thực sự rõ ràng là ở phía chúng ta. Hắn chẳng đào được gì đâu. Lão già thối, ngươi nói chuyện như đánh giá mấy? Ngươi cầm cái la bàn rách nát nói ở đó là ở đó à? Tin vào khoa học một chút được không? Ngươi dám nghi ngờ công phu của lão phu sao? Lát nữa đào ra tuyệt nhãn Long Mạch, ta muốn ngươi lời ngươi vừa nói sẽ phải trả giá đắt. Tốt vậy thì sẽ bay đào ra trước. Phải ở đây chứ nhỉ, sao lại không có? Đào ra rồi, đào ra tuyệt nhãn rồi. Không sai, đây chính là Kim Long tuyệt nhãn. Long Mạch đại tế ta chính là dấu ở dưới này. Long Mạch này và cả quận chúa đều thuộc về Lãng Quốc ta.
xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Bố Mạnh đại tế ta sắp tận rồi. Tiền phế vật kia còn không mau cút xuống đây. Nếu không phải người tiên quyết phải đánh cược, thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Phỏ mã đáp, tôi đang nghĩa sư Long Mạch đại tế ta đã mất đi. Phải chém đầu hắn để giữ thể diện đại tế mọi người. Chờ thêm chút nữa, dưới này nhất định có thứ gì đó. Truyền nhãn đã bị đào ra rồi, còn ở đó cứng miệng thực sự là mất mặt quá. Cho dù ngươi không muốn thừa nhận, vợ ngươi và cả Long Mạch đại ti đều đã là của ta rồi. Không thể nào. Long Mạch nhất định ở dưới này, chẳng lẽ lại ở dưới máy xúc bám nát nó cho ta xem. Đây rồi. Chuyện gì thế này, dòng suối này lại mạnh mẽ hơn cả. Thứ Kim Tán Vương tử họ đào được chính xác. Đó mới là tiền nhãn của Kim Long Tuyền. Vậy cái của chúng ta là gì? Cái của chúng ta chỉ là nhánh nước của Kim Long Tuyền. Mạch chính của Kim Long Tuyền phải là cái của họ. Ta không tin đến đây tiếp tục đào với ta. Long mạch thực sự nhất định là cái của chúng ta. Ngu ngốc người đúng là cứng đầu mà. Cuộn chỗ mau nhìn này là Long Mạch. Là Long Mạch đại tể của chúng ta. Long Mạch giác tình trời phù hộ đại tể ta rồi. Long Mạch hiện thế thiện ý đại tể. Đấu đan không phải ngươi tinh thông thuật tám quái sao? Sao ngươi lại tìm không ra Long Mạch thiện ý như thế? Không thể cứng lại ba ván này, các ngươi đều thua rồi. Theo đúng lời cá cược, làng quốc các ngươi phải rút quân 3.000 dặm. 3.000 dặm muốn dồn ta vào đường cùng, sao cá cược thua phải chịu chứ? Hôm nay các sứ thần các nước có mặt đều làm chứng, chẳng lẽ ngươi định chối bỏ sao? Đúng vậy, nếu đội ý giữa trường, sợ là sẽ tổn hại binh danh lãng quốc đó. Nếu làng quốc rút lời thì Kim Sa quốc chúng ta sẽ là nước đầu tiên cắt đứt ngoại giao, mà quốc chúng ta cũng sẽ cắt đứt ngoại giao được. Tiểu tử nhớ đấy, hôm nay thủ này ta nhất định sẽ báo. Ta tuyên bố vạn quốc đại hội, hôm nay Phương Viễn là người thắng vô địch. Phò mã vạn tuế, phò mã vạn tuế. Hoàng thượng đã thật đã vượt qua sát hạch phò mã. Vậy tối nay thần có thể động phòng với quận chúa được không? Không đứng đắn gì cả. Vốn muốn mượn vạn quốc đại hội để Phương Nguyệt mất hết thể diện, để phế bỏ vị trí phò mã, ai ngờ không những không thành công, còn để hắn hoang nguy thành ngàn, lộ hết tài năng. Nghĩa phụ ngài nói bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đến nước này chỉ có thể giết gà lấy trứng thôi. Ý nghĩa phụ là sau đêm nay cả nước tề sẽ là của chúng ta. Vợ yêu ta đến đây. Cô làm gì vậy? Làm nam nhân của Triệu Dương quận chúa. Ta hy vọng ngươi hiểu rõ thân phận của mình, phải tận tình hầu hạ ta cho tốt, bằng không nếu chọc bổn quận chúa không vui thì đừng trách ta phế bỏ người đấy. Mau rửa chân cho bổn quận chúa. Quận chúa sợ rằng đang nhầm rồi, cái chân này nàng phải rửa cho ta chứ. To gan ngươi dám bảo bổn quận chúa rửa chân cho ngươi. Sao quận chúa sao vậy? Quận chúa không phải là vợ ta sao? Vợ hầu hạ chồng chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Rửa chân cho ta thì sao? Nàng rửa hay không rửa? Không rửa không thôi. Đừng đánh nữa, ta rửa. Vừa chẳng được sao vậy? Rửa chân đi. Nàng phải nói chàng là xin rửa chân cho chàng. Chàng là xin rửa chân cho chàng. Ấy trước hết vào bóc chân cho ta cái được rồi. Tên Phượng Viễn, đừng được đằng chân lân đằng đầu nha. Vợ yêu nàng đã giúp ta xóa chân rồi. Tiếp theo để ta hầu hạ nàng nhé. Quận chúa không xong rồi. Hoàng thượng đột ngột lâm bệnh nguy kịch cái gì? Quận chúa xin dừng bước tránh ra để ta vào. Thừa tướng có lệnh phong tỏa cung điện, không được để bất kỳ ai vào. Ta là quận chúa, chỉ một cổ vị đại thần nào đó cũng dám cản ta sao? Bệnh tình hoàng thượng nguy kịch, còn có thái y đang trừng trị bên trong, tốt nhất đừng vào quấy giày bảo thúc. Tình hình sao rồi? Dược sư vô y sợ rằng nguy lắm rồi. Không thể nào để ta vào, ta muốn gặp hoàng thúc. Quận chúa nói gì vậy? Người đâu biết y thuật, hơn nữa thái y đã nói là hết cách rồi còn làm gì chứ? Ngươi chỉ là một gã đô quần thấp kém đâu, đến lượt ngươi lên tiếng ở đây. Đúng lúc hoàng thượng trước khi hôn mê đã để lại di chiếu, lập ta làm phò mã và sắc phong ta làm ngựa lâm, tổng đô quân đốc giám tất cả việc trong triều. Ngươi nói xem có đến lượt ta lên tiếng không? Ngươi giả truyền thánh chỉ, tội danh giả truyền thánh chỉ, bọn ta không dám gánh vác. Ta thấy tốt nhất đừng gây rối ở đây. Người đâu hộ tống quận chúa về phủ nghỉ ngơi đi. Ai dám động thủ đồ bỏ đi. Ngươi muốn làm gì hiện giờ? Hoàng thượng sống chết chưa rõ, ngươi ở đây phong tỏa khởi điện, không cho bất kỳ ai vào. Các người rốt cuộc có ý đồ gì? Hay là các người đã quyết tâm muốn hại chết hoàng thượng? To gan không phải vu khống ta ở đây. Có phải vu khống không? Máu thả chúng ta vào biết rồi cho họ vào. Hoàng thúc người sao rồi? Thái y hoàng thúc của ta sao vậy? Hoàng thượng đột nhiên lâm trọng bệnh, loại bệnh kỳ quái này chưa từng nghe qua, phát hiện lại quá muộn. Dù có thiên y thánh phủ tới cũng khó cứu vãn quận chúa. Hãy tiết chế bị thương không thể nào, nhất định phải cứu hoàng thúc. Bệnh ở thời cổ đại không tra ra được, đưa về thời hiện đại, chụp vài tấm siêu âm 10 quang là có thể phát hiện ngay. Đừng lo, ta có cách cứu hoàng thúc rồi. Người có cách sao? Ngay cả thái y cũng nói không cứu được rồi. Một tên phế vật như người có cách gì chứ? Phượng Viễn, người thật sự có cách sao? Vợ yêu tin ta đi, ta nghĩ khả năng thành công rất lớn.
ta tin tưởng ngươi, ngươi định làm thế nào? Mọi người ra ngoài hết đi, để lại một mình ta với hoàng thượng. Tuyệt đối không được để lại một mình ngươi ở đây. Ai biết ngươi định làm gì hoàng thượng? Hoàng thượng đã thành ra thế này rồi, còn nói cái gì nữa chứ? Các ngươi bày đủ trò. Chẳng lẽ chỉ là không muốn ta chữa khỏi cho hoàng thượng sao? Tiểu tử, ta cho ngươi thời gian một nén hương. Khi cây hương đốt hết, nếu ngươi không chữa khỏi hoàng thượng thì ta sẽ lấy mạng chó của ngươi để hồi sinh cho hoàng thượng. Mau đưa ta một tấm thẻ trải nghiệm hiện đại, ta phải đưa người tới bệnh viện chữa bệnh. Thật sự Xuyên không trở về rồi. Hai người này là thế nào vậy? Sao lại mặc thế này? Còn mặc lông bào là của đoàn phim nào vậy? Y tá A, đừng nhìn nữa, mau cứu người đi. Anh kêu cái gì đi xếp hàng xếp hàng? Ông ấy là hoàng thượng mà bảo xếp hàng sao? Hoàng thượng gì mà nhập vai sâu thế? Mặc cái lông bào là đến bệnh viện của chúng tôi gây rối à? Còn gây rối nữa là bảo vệ đuổi anh ra ngoài đấy. Thôi thôi thôi, chúng tôi có tiền mà có tiền. Hoàng thượng này, sao trên người không có thứ gì giá trị vậy? Đây, đưa các người đấy mong thủ xếp cấp cứu cho chúng tôi. Anh lấy một cái nhẫn giả mà bảo tôi sắp xếp cấp cứu cho anh, vậy tôi là đồ ngốc à? Anh hoặc là ngoan ngoãn xếp hàng, hoặc là cầm cái nhẫn giả của anh đến bệnh viện khác gây rối đi. Đây là chủ nhiệm Trần, tên này điên rồi, cầm cái nhẫn giả đến bệnh viện gây rối. Chúng tôi đang định đuổi hắn ra đây. Cái gì? Cái này là nhẫn long đồng ngọc của hoàng đế triều đại đấy, mang theo trên người giá trị không nhỏ đâu. Cái gì mau sắp xếp cấp cứu ngay, tôi tự tay phẫu thuật. Bác sĩ Hoàng hai thúc tôi không sao chứ? Không sao, chỉ là bị trúng độc thôi. Tôi đã rửa dạ dày cho ông ấy rồi, sắp tỉnh rồi, trúng độc không sai. Nhưng kỳ lạ là hai thúc anh trúng một loại độc gọi là kiêu tuyệt tán, tôi nghe nói chỉ có thời cổ đại mới có, về sau đã bảy truyền rồi. Hai thúc anh làm sao trúng độc vậy tôi cũng không rõ, chắc là ông ấy lên núi đốn củi rồi bị khỉ cắn. Bị khỉ cắn à? Điều tôi muốn hỏi là làm sao hai vị có thể có được nhẫn long đồng ngọc của hoàng đế nhà Tần? Xem ra thân phận hai vị cũng không đơn giản nhỉ. Kỳ thực cái đó chỉ là đồ giả thôi, tôi mua ở chợ đồ cũ là hàng giả đấy. Cái gì mà giả, tôi còn tưởng gặp được nhân vật lớn nào chứ, thật uổng phí biểu cảm của tôi. Hoàng thượng người tỉnh rồi, đây là nơi nào vậy? Đây là cái gì? Những thứ này lại là cái gì? Hoàng thượng nói ra thì dài dòng lắm. Bây giờ chúng ta đang ở năm 2024, ta đưa ngài đến bệnh viện khám bệnh đấy. Năm 2024 bệnh viện chẳng nghe không hiểu những gì người nói. Những chuyện này từ từ giải thích cho ngài sau. Ngài có nhớ mình bị trúng độc như thế nào không? Xin hoàng thượng lập tức ký chiếu thư đồng ý để quân đội Lam Quốc tiến quân vào Trung Nguyên và bổ nhiệm Phương Thắng làm phò mã. Muốn Lam Quốc tiến quân vào Trung Nguyên tương đương với việc Giang Sơn Tề Quốc, ta sẽ thuộc về người khác. Còn về vị trí phò mã, chỉ có Phương Viễn mới là lựa chọn duy nhất trong lòng chấm thôi, chấm tuyệt đối không thể ký. Ngươi muốn làm gì hoàng đế? Ngươi đã cố chấp như vậy thì đừng trách bọn ta vô tình. Ngươi muốn làm gì? Hóa ra là Hoàng Thiên Thu và Phương Thắng, hai tên cẩu tặc đó làm. Không ngờ bọn chúng lại câu kết với người Lam Quốc. Không ổn, Tuyết Nhi gặp nguy rồi. Vậy chúng ta mau trở về cứu Tuyết Nhi thôi, không được bây giờ trong hoàng cung, chắc chắn đã bị bọn chúng khống chế rồi. Không sao, chẳng có một đội cấm vệ quân ở ngoài ông kinh thành, lúc nào cũng chờ lệnh của chấm. Chúng ta hãy trở về hoàng cung này, bọn chúng có người Lam Quốc ủng hộ, chỉ dựa vào cấm vệ quân không thể chống lại họ được. Hoàng thượng, hãy theo ta đến một nơi đi đâu đấy chuẩn bị. Thời gian một nén nhang đã hết, mở cửa. Người đâu, sao lại thế này? Chắc chắn là Phương Viễn không chữa khỏi cho hoàng thượng rồi, bác hoàng thượng trốn đi rồi. Người đâu hạ lệnh bắt giữ phản tặc, phát hiện Phương Viễn ở đâu thì giết. Này tuyệt đối không thể nào, Phương Viễn tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Quận chúa việc Phương Viễn thành phản quân đã là sự thật rành rành, chi bằng nàng ngoan ngoãn gả cho ta làm vợ của ta đi. Gả cho người, người cũng xứng xạo tốt lắm. Nàng tưởng mình vẫn là Triệu Dương quận chúa, được hoàng huynh sủng ái sao? Lão già đó đã chết rồi, không ai có thể bảo vệ được nàng nữa. Bây giờ cho dù ta ở đây cứ bức nàng, cũng chẳng ai dám ho he gì đâu. Buông ta ra đồ khốn kiếp, nhanh chóng giải quyết buông ta ra tên khốn này. Buông tay, tính theo bối phận ta là tẩu tẩu của ngươi. Tẩu tẩu sao tẩu tẩu mới hấp dẫn chứ? Cút đi, buông vợ ta ra. Phương Viễn cứu ta. Phương Viễn thật sự đã chữa khỏi cho hoàng thượng sao? Hay quá, người bất ngờ lắm sao? Hay là âm mưu phản bội của người đã bị lộ rồi? Người dám tạo phản phán vị gia hại chấm, còn không mau thả tay ra sao? Bằng không chấm sẽ băm bằng các ngươi. Nghĩa vụ chúng ta phải làm sao đây, lo gì chứ? Đại quân Lam Quốc đã tiến vào Thượng Kinh, vào vây hoàng cung trong bài rồi, bọn chúng lấy gì mà chống lại chúng ta chứ? Sợ là ngươi quên rồi, chấm còn có 3.000 cấm vệ quân. 3.000 cấm vệ quân ngươi còn mặt mũi nào nói ra? Người có biết quân lính Lam Quốc ít nhất cũng có 300.000 không? 3.000 người, sao đánh lại 300.000 người được? Không sai, sợ rằng
Giờ 3.000 cấm vệ quân của người đã bị Lãng Quốc dẫm dưới chân, toàn quân bị diệt rồi. Ta xem chưa chắc đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khởi bẩm hoàng thượng, 300.000 đại quân Lãng Quốc đã bị tiêu diệt toàn bộ. Cái gì? 3.000 cấm vệ quân tiêu diệt 300.000 đại quân Lãng Quốc? Sao có thể? Đa tạ, thần khí của phò mã của thực là thần binh lợi khí, vô địch thiên hạ. Thần binh lợi khí vô địch thiên hạ. Đừng bắn bừa. Hoàng thượng, chúng thần còn bắt sống được thủ tướng Lãng Quốc. Dẫn lên đây. Kim Tàng Vương tử đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi, các người không phải nói đã đổi phe? Để Phương Viễn chúng nó lo rồi sao? 3.000 cấm vệ quân từ đâu ra vậy? Sao lại có vũ khí lợi hại thế? Đánh bại 300.000 đại quân ta, tất cả đều mất hết rồi. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Hoàng thượng, chuyện này không liên quan gì đến ta đều. Là hắn ép ta đấy hoàng thượng. Xin tha mạng cho ta hoàng thượng. Huynh nhà ta chính là thân đệ đệ của huynh bà. Cứu ta với được không? Giết chết Phương Viễn để tự làm phò mã. Giờ ngươi muốn qua sông giúp bắn sao? Ngươi nhất định phải chết. Đều là ngươi ép ta đấy. Chuyện này không liên quan gì đến ta cả. Đều là hắn ép ta đấy. Ta chính là thân đệ đệ của huynh bà. Ngươi còn mặt mũi nào nói mình là đệ đệ ta? Đừng quên, ta đã bị cha ngươi đuổi ra ngoài rồi. Giữa chúng ta giờ không còn mối quan hệ nào cả. Đều là lỗi của ta, huynh giúp đệ cầu tình đi. Sau này đệ sẽ là con trai hiếu thuận của huynh. Bây giờ ta đã không giả làm phò mã mà, đã là phò mã thật rồi, còn quan tâm đến ngươi làm gì? Phương gia, kéo mấy tên phản đảng này xuống tống vào thiên lao. Ngày mai xử trảm. Tổ hoàng đế ta không phục. Vợ yêu, nàng không sao chứ? Không sao. Không sao là tốt rồi Phương Viễn à. Lần này ngươi không chỉ cứu chấm, mà còn mang đến thần binh lợi khí bình định nội loạn. Có công lớn chấm phong ngươi làm Ngự Lâm quân Tề Đốc, thống lĩnh Bình Mã Tề Quốc. Tạ ơn hoàng thượng. Đúng rồi Phương Viễn, nơi năm 2024 mà ngươi dẫn chấm đến là chỗ nào vậy? Nơi đó là một bí mật tiểu tử. Ngươi còn giấu giếm chấm sao? Thôi được, chấm còn phải đi xử lý chuyện phản loạn của Lãng Quốc. Nữ chấm đi trước đây. Phương Viễn vừa rồi hoàng thúc nói năm 2024 là cái gì vậy? Nàng muốn đi không, ta dẫn nàng đi. Đây là đâu vậy? Kia lại là cái gì nữa? Cái đó gọi là xe hơi, giống như xe ngựa thời cổ đại vậy. Nhưng ta không thấy ngựa đâu cả. Chúng chạy bằng cách nào vậy? Chuyện này từ từ sẽ giải thích cho nàng sau. Trước hết theo ta đến một nơi đã đi đâu. Đi đăng ký kết hôn. Cô dâu đứng gần chú rể hơn chút nữa. Đúng rồi, từ từ thôi vợ yêu, cẩn thận đấy. Nhìn chàng lo lắng kìa, thiếp không sao mà. Thái ý nói là chúng ta sao có thể không sao được. Hết video, hẹn gặp lại. Huynh thật là chủ đạo. Huynh ở bên ngoài là tổng đốc quân, về nhà lại là người chồng sở vợ. Cô em gái nhỏ này. Được rồi, chúng ta nhanh lên nào. Hôm nay hoàng thượng mở tiệc họ mời chúng ta, không thể đến trễ được. Mẹ, muội muội vợ yêu chúng ta đi thôi. Hết phim rồi các đại nhân ạ. À.